N thuộc thuộc vào Z đúng không? Sao cho gì? N nhỏ hơn N N bình đúng luôn. không? Chuẩn. Viết lại cái này. Sau chuyển vế đổi dấu. Chốt chưa? Sau đó bấm máy tính, bất phương chừng bậc 2, tự biết bấm chưa? Có. Ra gì? N nó nhỏ, nó gì? Bé hơn không. Bé hơn không hoặc N Lớn hoặc lớn một. hơn. Hoặc một. Hoặc một bé hơn ít. Vậy là N lớn 1. Khắc viết cũng như nhau thôi, có đâu. Rồi bắt đầu nhìn vô đây thì mình thấy nè, ở đây không có dấu bằng đúng không? Vậy là chọn N bằng 0. Hồi này có thỏ không? N bằng 0 có phải thuộc Z không? Không. N có. Nhưng mà có thỏ cái thằng này không? Không, Không. lỗi. Đúng không? Tiếp tục N bằng mấy? N bằng 1 nè. Có thuộc Z không? Có chứ. Nhưng có đây có nhận không? Không. Lỗi. Mà gà bà kêu gì? Đúng với gì? Mọi. Với mọi mà hai này nó bị gì rồi? Sai. Sai rồi, cái này đúng hay sai?